Cũng liên quan đến thủy điện, theo dự kiến thì ngày mai Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ họp hội đồng thẩm định và đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A với sự tham gia của nhiều bên liên quan trước khi đưa ra quyết định chính thức về việc có tiếp tục thực hiện hai dự án này nữa hay không. Đây cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh các dự án thủy điện ở nước ta đang bộc lộ rất nhiều bất ổn. Trong chiều ngày hôm nay thì phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Trọng Tứ, chuyên gia cao cấp thuộc mạng lưới sông ngòi Việt Nam, một trong những thành viên của hội đồng thẩm định, một số nội dung liên quan đến hai công trình thủy điện này. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC14. Theo các nhà khoa học và các thành viên mạng lưới sông ngòi Việt Nam, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, hiện nay có tới 8 lỗ hổng không thể bỏ qua. Nếu như tiếp tục xây dựng thì 8 lỗ hổng này sẽ gây ra những hậu quả gì? Đây là một trong dự án mà đụng đến các khu vực vườn quốc gia mà có cái độ đa dạng sinh học rất cao, là ngoài vấn đề xâm phạm đến cái vấn đề tính đa dạng sinh học, làm ảnh hưởng đến tác động môi trường. Mà khi mà thủy điện dày đặc không được xây dựng trên một cái nền nó bền vững, không khi mà không để ý đến tất cả những yếu tố ấy, thì nó sẽ gây nên những cái hồ ạm mà đến hiện nay chắc không phải là người chỉ có những của cả nước này cũng phải đau đầu, đúng không? Các nhà đầu tư đau đầu, và đặc biệt cuộc sống của người dân, đấy là một cái điều cực kỳ gian nan, cực kỳ nan giải. Các chuyên gia, các nhà khoa học nói nhiều về việc thiếu căn cứ pháp lý, lợi ít hại nhiều của hai dự án này. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này ra sao? Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định ấy. Trên sông Đồng Nai đã có một loạt các thủy điện rồi. Chúng ta tiếp tục xây dựng một số cái trạm thủy điện lớn nữa thì chắc chắn rằng cái tác động của nó sẽ rất lớn. Và khi đọc đến các cái đánh giá tác động môi trường thì tôi thấy là rất nhiều yếu tố đúng là đáng lo ngại. Do đó mà tôi cho rằng chúng ta hai cái trạm thủy điện này, hai cái nhà máy thủy điện này chiếm một cái tượng lượng điện không phải là lớn đối với quốc gia. Chúng ta có thể tìm một con đường khác thay thế để mà cho cái chúng ta giữ được những cái môi trường, những cái nguồn tài nguyên rất là quý giá của chúng ta, đó là chính là các vườn quốc gia. Từ thủy điện sông Tranh 2, thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có thể rút ra được những bài học như thế nào, đặc biệt là những gì mà người dân tại Bắc Trà My đang phải chịu đựng? Đấy là một cái điều bản thân các nhà đầu tư cũng rất là đau đầu. Khi xây dựng thì ai cũng muốn là mọi việc nó suôn sẻ, nó tốt đẹp, phát điện lên để có thể phục vụ cho lợi ích của nền kinh tế, đồng thời là cũng đem lại những cái lợi ích cho người dân. Nhưng mà từ cái câu chuyện về cái thủy điện sông Tranh 2 ấy, đặc biệt là những cái trận động đất liên tục xảy ra như hiện nay, làm cho người dân, cái cuộc sống của người dân ấy nó không an bình, thì đấy là một trong cái bài học. Vâng, xin cảm ơn ông.